Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập nét gì nhỉ? Nét quyết trên nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau tập tô lại để chúng mình tập tô đẹp nhất nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong được phần bài tập bây giờ đúng không nào? Tạm biệt các bạn nha.